Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 11 tháng 1 năm 2014 tới đây, tại Thư viện huyện Đà Hoai, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức ngày hội Internet. Đây là sự kiện khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet tại cộng đồng Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm hiểu các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó, sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet